Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh nấu ăn của Linh. Và hôm nay thì mình lại vào bếp để tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm món cua biển hấp xả. Qua đây thì mình cũng muốn chia sẻ những cái bí quyết để giúp cho món cua biển hấp, cua biển luộc sau khi làm ra xong thì không có bị rụng càng rụng ngoe. Và cua biển thì rất là ngọt thịt nữa. Và cách pha một cái chén nước chấm để ăn cùng với món cua biển này thì rất là ngon. Và cách làm như thế nào thì xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Sáng hôm nay thì anh hai của mình có gửi về cho được 3 cua biển. Anh hai của mình thì sống ở vùng nước mặn cho nên nuôi tôm nuôi cua rất là nhiều. Đây là 3 cua thịt nè, cho nên cái con cua nó rất là lớn. Thì 3 cua này lúc nãy mình cân thử là 2 kg nè. Cua này thì thịt rất là chắc và rất là ngon. Qua đây thì mình cũng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh hai của mình để làm ra món cua biển hấp, cua biển luộc không có bị rụng càng rụng ngoe cho cả nhà cùng xem. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình thích ăn tôm cua thì hãy ủng hộ anh hai mình. Đây cả nhà xem nè, con cua rất là lớn luôn. Mình ăn một con cua như vậy nó xứng đáng luôn á. Mình mua con cua ở ngoài chợ người ta cột cọng dây nó rất là lớn. Con cua nửa ký nhưng có thể cọng dây khoảng 200 đến 300 gram. Còn ở dưới quê thì anh của mình cột cọng dây nhỏ xíu à. Có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn rất là thích ăn cua biển. Nhưng mà không biết sơ chế cua biển như thế nào. Cho nên cua biển sau khi mình hấp ra xong hoặc là mình luộc á, thì cua biển rất là dễ bị rụng càng rụng ngoe, nhìn nó không có được đẹp. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm cua của anh hai mình cho cả nhà cùng xem. Và để làm cua biển thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một thau nước. Sau đó thì mình sẽ cho nước đá vào và mình sẽ để cho thau nước đá này nó thật là lạnh. Sau khi mà thau nước đá thật là lạnh rồi thì bây giờ mình sẽ cho thau nước đá trực tiếp vào trong thau cua. Và mình sẽ để khoảng tầm 10 phút. Thì với cách ngâm cua vào trong nước đá như thế này thì mình sẽ làm cho cua nó tê lại. Thì chút nữa mình luộc cua hoặc là mình hấp cua thì cua nó sẽ không có bị rụng càng rụng ngoe. Sau khi mà mình cho nước đá vào trong cua xong rồi thì mình sẽ đè cho cua nó ngập vào trong nước đá nha. Để cho con cua nó được lạnh đều hơn. Và cả nhà mình lưu ý là mình phải để cho nước đá thật là lạnh mình mới cho vào trong cua thì cua nó sẽ nhanh tê hơn. Đây con cua thì nãy giờ mình để khoảng được 5 phút thì nó cũng đã không còn nhúc nhích nữa. Thì với cách làm như thế này nó rất là đơn giản dễ làm và mình cũng không có sợ bị cua kẹp. Cua biển thì nãy giờ mình ngâm vào trong thau nước đá khoảng được 10 phút thì cua cũng đã tê lại rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần cắt dây ra, sau đó thì mình sẽ chà rửa cho cua nó thật là sạch nha. Cua biển thì mình cũng đã chà sạch rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm món cua biển hấp xả. Và bên đây thì mình có chuẩn bị là 300g sả cây. Mình làm món cua biển hấp xả như thế này thì cua sau khi làm ra xong nó rất là thơm. Và thịt cua nó cũng rất là ngọt nữa. Bây giờ thì mình sẽ đập cái củ sả ra. Để trong lúc hấp cua thì cái mùi sả nó sẽ được thơm hơn. Sau khi mà mình đập sả ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ xé mình cho vào trong cái mẹt. Để chút nữa mình sẽ lót cua như cả nhà. Nhiều món mình có thể luộc nè, hấp nè, hoặc là mình có thể nấu súp cua, miếng cua cũng rất là ngon. Như hôm nay thì mình sẽ làm món cua biển hấp xả. Với cách làm này nó rất là đơn giản, dễ làm và rất là nhanh nữa. Nhưng mà món cua biển hấp xả sau khi làm ra xong thì rất là thơm và vẫn giữ nguyên cái vị ngọt của cua biển nhé, cho nên mình ăn nó rất là ngon. Sả cây thì mình cũng đã xé nhuyễn ra xong rồi.
và bây giờ thì mình sẽ cho cua vào. Ba con cua này nó sống chắc là cũng rất là lâu năm rồi, cho nên nó rất là lớn luôn. Sau khi mà mình cho cua vào trong cái mẹt rồi thì mình sẽ cho vào trong nồi hấp. Và mình sẽ hấp cua trong vòng là 35 phút nha. Và trong thời gian chờ để hấp cua thì bây giờ mình sẽ qua làm một chén nước chấm thật là ngon. Để chút nữa mình sẽ chấm cùng với cua biển nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị một muỗng canh muối. Và mình có thêm ớt nè. Nếu mà cả nhà mình ăn cay nhiều hay cay ít thì mình có thể gia giảm một lượng ớt. Và ở nhà mình thì có cây lá chuốt. Mình làm nước chấm mình cho thêm lá chuốt vào, nó rất là thơm. Thì cái lá này nó giống như lá chanh vậy đó, nhưng mà nó rất là thơm, nhưng mà cái mùi vị nó thì không có bị đắng. Và mình sẽ cho vào 3 muỗng canh đường cát và thêm 2 muỗng canh sữa đặc và 2 muỗng canh nước cốt tắc. Bây giờ thì mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào trong cối để mình xay ra. Đầu tiên thì mình sẽ cho muối, kế tiếp mình sẽ cho ớt nè, rồi mình sẽ cho lá chuốt vào luôn. Mình làm nước chấm mình cho thêm cái lá chuốt vào, nó rất là thơm luôn cả nhà. Lúc trước thì mình đi An Giang á, mình mua được cái cây lá chuốt về mình trồng, cho nên mỗi khi mà làm muối mình cho thêm cái lá chuốt vào nó rất là ngon. Sau đó thì mình sẽ cho đường cát, rồi thêm nước cốt tắc, cuối cùng thì mình sẽ cho sữa đặc. Và để làm ra muối chấm hải sản thì mình đừng có làm mặn quá nha, mình làm có cái vị ngọt ngọt như thế này thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Thì tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình mà mình sẽ làm cái chén nước chấm khác nhau. Đây, cả nhà xem nè, muối chấm hải sản thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Nhìn chén muối rất là ngon và cực kỳ thơm luôn. Cua biển thì nãy giờ mình hấp khoảng được 35 phút ấy thì cua cũng đã chín rồi nè. Nãy giờ mình để cua ra ngoài cho nó nguội một chút xíu. Đây cả nhà xem nè, với cách làm rất là đơn giản và cực kỳ nhanh. Cho ra món cua biển sau khi hấp ra xong vẫn giữ nguyên càng, nguyên ngoe và con cua biển nhìn rất là đẹp. Cho nên cua biển sau khi mình mua về thì mình sẽ cho vào trong thau nước đá. Mình gây tê khoảng tầm 10 phút. Thì sau khi luộc ra xong như thế này thì cua nó không có bị rụng càng, rụng ngoe. Bây giờ thì mình sẽ tách mấy cái càng cua ra mình đập trước. Đây, cái càng cua nó rất là lớn luôn. Anh hai của mình thì thường gửi cua thịt về. Tại nhà mình không thích ăn cua gạch. Đây, cái nhà xem nè, con cua này nó sống lâu năm cho nên cái thịt cua nó rất là chắc luôn. Nếu mà cả nhà mình thích ăn cua biển thiên nhiên thì cả nhà có thể ủng hộ cua anh hai mình nha. Cua rất là ngon và cực kỳ ngọt. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm món cua biển hấp xả rất là thơm ngon. Và thêm một cái bí quyết để giúp cho món cua biển hấp, cua biển luộc sau khi làm ra xong thì không có bị rụng càng, rụng ngoe. Và con cua biển nhìn rất là đẹp. Và thêm một cái chén nước chấm hải sản, mình chấm cua thì cực kỳ ngon. Và clip của mình chia sẻ cách làm món cua biển đến đây là hết rồi. Cả nhà thấy thích thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào!